Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 1 giờ 45 ngày 4 tháng 6 thì đội tuyển Anh sẽ tiếp đội tuyển Bosnia thuộc khuôn khổ giao hữu chuẩn bị cho Euro 2024. Được coi là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch Euro 2024, tuyển Anh được kỳ vọng là sẽ chấm dứt chuỗi 58 năm không có danh hiệu lớn nào. 2 năm sau khi đội tuyển nữ chinh phục châu lục tại Euro 2022, đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate đang nỗ lực để sửa chữa những sai lầm ở Wembley, nơi mà loạt sút đơn lưu khiến họ để thua Italia trong trận chung kết Euro 2020. Và như thường lệ thì kênh Điểm tin bóng đá sẽ để link xem trực tiếp trận đấu này trong phần mô tả cũng như phần top comment của video. Nếu quý vị các bạn quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký kênh, sau đó thì quay trở lại cập nhật link xem sớm nhất trận đấu này. Đội tuyển Anh đến với Đức với phong độ cao. Không có gì ngạc nhiên khi mà Harry Kane và các đồng đội vượt qua vòng loại Euro 2024 mà không phải chịu một thất bại nào. Trong đó thì họ có 6 chiến thắng và 2 trận hòa sau 8 trận với Italia, Ukraine, Bắc Macedonia và Malta. Với 20 điểm có được, Tam Sư giành ngôi nhất bảng C và giành vé trực tiếp tham dự vào chung kết Euro 2024. Anh sẽ đấu trí với Serbia, Slovenia và đối thủ ở bán kết Euro 2020 là đội tuyển Đan Mạch ở vòng bảng Euro 2024. Hành trình tìm kiếm vinh quang của họ bắt đầu trước Serbia vào ngày 17 tháng 6. Tuy nhiên thì trước khi hành quân đến Đức, các học trò của huấn luyện viên Southgate sẽ có 2 trận giao hữu với Bosnia và Iceland. Đây là cơ hội để cho Tam Sư có những chiến thắng đầu tiên trong năm 2024. Trước đó, Harry Kane và các đồng đội không thắng trong 2 trận giao hữu ở tháng 3, đợt tập trung duy nhất của họ kể từ đầu năm 2024. Endrick ghi bàn thắng duy nhất giúp cho Brazil đánh bại Anh với tỷ số 1-0 tại Wembley trong trận giao hữu đầu tiên vào tháng 3, sau đó là trận hòa 2 đều trước đội tuyển Bỉ. 2 chiến thắng trước Bosnia và Iceland sẽ mang đến sự tự tin cho Tam Sư trước những trận đánh lớn. Đội hình đội tuyển Anh được triệu tập sơ bộ gồm 33 cầu thủ. Huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ phải loại 7 con người để còn 26 cầu thủ chính thức tham dự Euro 2024. Các trận giao hữu sắp tới đây, khi Tam Sư gặp Bosnia và Iceland, sẽ đánh giá xem ai nằm trong đội hình chính thức, cầu thủ nào sẽ được sử dụng. Vì vậy mà tất cả các cầu thủ sẽ phải nỗ lực hết sức mình để chứng tỏ khả năng, qua đó hy vọng được tham dự giải đấu ở Đức. Nhận định về trận đấu Anh và Bosnia đương nhiên là nghiêng hẳn về phía Tam Sư, dù chỉ là mang tính chất giao hữu nhưng Harry Kane và các đồng đội đang hướng đến một chiến thắng đậm. Trong khi Anh giành vé dự Euro mà không gặp nhiều trở ngại thì Bosnia phải thông qua con đường đá playoff mới có hy vọng giành vé đến Đức. Chỉ có 3 trong số 10 trận đấu vòng loại của đội tuyển này kết thúc với chiến thắng và 2 chiến thắng trong số đó đều đến trước đội tuyển Liechtenstein. Đội bóng bị đánh giá rất thấp. Tuy nhiên thì màn trình diễn tại Nations League vẫn giúp họ có một suất vào bán kết playoff với Ukraine. Mặc dù nỗ lực rất nhiều nhưng Bosnia vẫn để thua 1-2, qua đó chờ đợi lần đầu tiên tham dự Euro. Cho đến thời điểm này, World Cup 2014 vẫn là giải đấu lớn duy nhất mà Bosnia tham dự. Đội tuyển này làm khách tại Sanje Park với chuỗi 4 trận thua ảm đạm. Sau trận giao hữu với tuyển Anh thì họ sẽ tiếp tục giao hữu với Italia ngày 10 tháng 6. Do tham dự trận chung kết Champions League, cầu thủ Jude Bellingham của Real Madrid sẽ không có mặt trong trận giao hữu đầu tiên của tuyển Anh. Và điều tương tự cũng xảy ra với bộ ba tham dự trận chung kết FA Cup là Phil Foden, Kyle Walker, Kobbie Mainoo, những người sẽ tham gia cùng đội tuyển một ngày sau trận đấu với Bosnia. Harry Maguire, Luke Shaw, Anthony Gordon cũng đã bỏ lỡ buổi tập của đội vào Chủ nhật và cũng sẽ ngồi ngoài ở trận này. Và sự vắng mặt của cầu thủ này sẽ mở ra cơ hội cho Mark Guehi xuất phát ở trung tâm hàng phòng ngự. Eze và Adam Wharton được hưởng lợi từ sự vắng mặt của Marcus Rashford, Jordan Henderson và Calvin Phillips. Họ sẽ phải chứng tỏ khả năng để hy vọng có tên trong danh sách triệu tập 26 cầu thủ đến Đức. Harry Kane gặp vấn đề ở lưng, bởi vậy mà Ollie Watkins có thể sẽ là người đá chính. Trong khi đó thì bên phía Bosnia, họ đã triệu tập rất nhiều các gương mặt mới, trong đó có đội trưởng Edin Dzeko, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển này vẫn có mặt. Cầu thủ 38 tuổi này dự kiến sẽ khoác áo số 153 cho đội tuyển quốc gia, nhưng Bosnia đã mất cựu hậu vệ của Arsenal và hiện tại là của Atalanta.
Kolasinac vì chấn thương. Ngoài ra thì Bikacic, 34 tuổi, hậu vệ giàu kinh nghiệm của đội cũng vắng mặt. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam đã đặt chân đến vị Nam, Thiểm Tây Trung Quốc để chuẩn bị cho giải U19 quốc tế gặp các đội Hàn Quốc, Uzbekistan và đội chủ nhà. Thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh được ban tổ chức đội chủ nhà đón tiếp chu đáo và hỗ trợ di chuyển tới vị Nam, địa điểm diễn ra các trận đấu tại giải U19 quốc tế 2024 nằm cách sân bay Hàm Dương khoảng 90 phút di chuyển bằng xe buýt. Do trải qua hành trình dài nên ngay khi ổn định nơi đóng quân tại vị Nam, huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh cho các cầu thủ được hoàn toàn nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng. Sáng ngày 3 tháng 6, đội tuyển có buổi tập tại phòng gym, khách sạn trước khi bước ra sân tập vào chiều cùng ngày. Ở giải U19 quốc tế 2024, giải đấu này diễn ra từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 với sự tham dự của 4 đội tuyển, bao gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp chủ nhà U19 Trung Quốc vào ngày 4 tháng 6. Tiếp đó, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh sẽ gặp U19 Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 6 và gặp U19 Uzbekistan ngày 10 tháng 6. Giải đấu này giúp cho U19 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải U19 Đông Nam Á 2024 và hướng đến vòng loại U20 châu Á 2025. Theo kết quả bốc thăm của giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra tại Surabaya, Indonesia từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7. U19 Việt Nam nằm ở tại bảng B cùng với các đội là Lào, Myanmar, Úc. Trong khi đó tại bảng A có sự góp mặt của chủ nhà U19 Indonesia, U19 Đông Timor, Campuchia và Philippines. Ở bảng C là cuộc cạnh tranh giữa Malaysia, Thái Lan, Singapore và Brunei. Về danh sách đội tuyển U19 Việt Nam lần này có nhiều cái tên đáng chú ý, trong đó phải kể đến thần đồng Lê Đình Long Vũ. Ban đầu thì tiền vệ sinh năm 2006 không có tên trong danh sách triệu tập vì bận thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Lê Đình Long Vũ là cái tên hiếm hoi trong đội hình U19 Việt Nam hiện tại, được đôn lên đội 1 của câu lạc bộ và thường xuyên chơi bóng tại V-League. Tuy nhiên thì sau đó Lê Đình Long Vũ vẫn được triệu tập bổ sung lên U19 Việt Nam để tham dự giải U19 quốc tế tại Trung Quốc. Cuối năm ngoái, tờ báo uy tín của nước Anh The Guardian đã liệt kê 6 cầu thủ trẻ triển vọng. Trong đó thì có tiền đạo Lê Đình Long Vũ của Việt Nam. Sao Mai của Việt Nam được miêu tả là có phong cách chơi bóng giống với siêu sao Phil Foden của Man City. Nhà báo John Duerden của tờ The Guardian đánh giá: cầu thủ Việt Nam may mắn có nhiều cầu thủ kỹ thuật nhanh nhẹn và thành thạo cả hai chân, nhưng Lê Đình Long Vũ khiến người hâm mộ phấn khích về việc là anh có thể đi được bao xa. Anh gây ấn tượng mạnh tại giải U17 châu Á và được gọi vào đội tuyển U23 quốc gia. Tốc độ, thể hình nhẹ nhàng, khả năng dê dắt và khả năng đưa bóng vào vòng cấm của anh ấy đã khiến một số người hâm mộ so sánh với Phil Foden. Ngoài Lê Đình Long Vũ, U19 Việt Nam còn có một cái tên ấn tượng khác trên hàng công là Công Phương. Nhạc trưởng quê Hải Dương này cũng thường xuyên được vào sân từ băng ghế dự bị ở những trận gần đây tại V-League cho câu lạc bộ Viettel. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.